ơi, chở Út ơi. Trời ơi, yêu đời quá vậy ta. Yêu đời quá vậy. Tập cho nó kịp thuốc. Thuốc gì? Em đang bị bệnh. Thôi ông ơi, là yêu đời cũng chết bệnh hoạn gì. Em đang bệnh, em giờ em nhảy cho nó kịp thuốc nè. Cái lát nó vừa hết thuốc là nó trở lại. Mà bệnh gì? Bệnh khớp. Nói tào lao, bệnh khớp mà nhảy kiểu này khớp nó rớt từng lóc. Không, bởi vì em nói em phải uống thuốc giảm đau. Hiểu không? Trong lúc nó chưa có đau khớp nè, là lúc đó em lo em nhảy em tập liền. Hiểu không? Để mà khỏe cái khớp đau của mình. Mà chị ơi, dạo này làm như cái thuốc giảm đau nó bán như cái dược tính nó thấp xuống sao. Mỗi lần nó lại muốn một viên, 6 tiếng sau em uống một viên nữa. Bây giờ nó 4 tiếng sau rồi, em phải uống lại. Nó giảm đồ rồi, nó giảm á. Thôi bây giờ nè, đừng có nói nhiều, đi xách chở đi chợ trưa rồi rồi. Đâu có được. Hôm qua có nói với ông xã tôi là bây giờ em uống giảm đau hoài làm như nó lờn, nó hết tác dụng á. Em bực mình quá, em có nói với ổng á là phải bổ sung thêm canxi. Có ông anh ba đây nè, ông anh ba. Ý trời ơi, hai người đẹp. Không, anh ba này ông làm gì ông có ý đồ tạo phản. Sao phản của ông bạn mà mặc đồ cặp đồ thấy chưa? Trời ơi, hai đứa ra cái bên tưởng hai chồng về tự nhiên vừa mới nói xong chồng tôi đằng sau tán sắp mặt mặc đồ cặp quần đỏ viền đen y chang luôn quần đen. Ủa đi đâu vậy anh ba? Là đồ đôi á. Đồ đôi đó. Đi đâu vậy? Hôm qua chồng của cô Út nè gặp tôi nói là nhà của anh ấy có người đang cần bổ sung canxi. Đây bệnh nhân đây với ai anh ba? Đây. Ủa đây hả? Đúng địa chỉ rồi. Ủa vậy cô Út bị bệnh gì vậy? Đau khớp. Đau khớp hả? Đau, anh biết không, đau khớp. Mà em suy nghĩ rồi, mình uống thuốc giảm đau á thì 4 tiếng sau phải uống lại. Mình uống canxi vô, mình hỗ trợ canxi vô cho đỡ đau, đúng không anh? Ừ, anh cứ đem qua canxi qua cho em. Ê, cái này là bậy bậy đó nha. Không phải là cứ muốn bổ sung canxi là bổ sung nha. Tất cả đều phải theo sự chỉ dẫn của bác sĩ nha. Uống thuốc giảm đau mà không có sự chỉ dẫn bác sĩ lạng hoạn là nó ảnh hưởng tác dụng phụ lên dạ dày đó. Này, cho tôi hỏi. Bây giờ đau thoái hóa khớp và thoái hóa đốt sống. Đó, mình điều trị như thế nào? Và mình bổ sung canxi thường xuyên có được hay không? Tại ở ba cái vụ này là mình phải hỏi bác sĩ sẽ tư vấn cho mình. Bác sĩ hả? Anh có quen ai không? Bác sĩ sẽ tư vấn cho mình nè.